Hello, xin chào các bạn. Hiện tại Tâm đang ở xã đồi 61 các bạn. Cái này là trục đường xã đồi 61 An Viễn Long Thành nha các bạn. Thì ra ngoài thị trấn là khoảng 3 km, mà qua bên sân bay Long Thành là khoảng 25 km các bạn, 20 đến 25 km. Thì tại cái vị trí Tâm đang đứng nè là đang có một căn nhà đang cần ra các bạn, đang cần bán. Thì hiện tại là mặt tiền đường xã đồi An Viễn Long Thành, mặt tiền là 5.7 m mà dài là 57 m nha các bạn. Mặt tiền là 5.7 mà dài là 57. Đây là căn nhà nè các bạn, đó căn nhà cần bán. Thì đây là mặt tiền đường luôn nha các bạn. Thì dân sinh ở hai bên đường xã đồi An Viễn thì rất là đông đúc, mặt tiền đường kinh doanh. Ở từ đây mà ra khu công nghiệp Bầu Xéo là khoảng 3 km thôi nha các bạn, và qua bên khu công nghiệp Giang Điền là cũng 3 km thôi, và qua bên khu công nghiệp Long Đức, Long Thành nữa, Sông Mây thì tầm khoảng 8 km, 8 đến 10 km. Thì căn nhà này á đang cần ra với giá tiền là hơn 3 tỷ nha các bạn, hơn 3 tỷ thương lượng. Từ đây mà về Sài Gòn là 56 km các bạn. Về Sài Gòn là 56 km. Ok, thì các bạn hình dung được vị trí căn nhà này rồi đúng không các bạn? Nằm ở xã đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ok. Thì bây giờ Tâm sẽ quay căn nhà cho các bạn nha. Tâm thân chào và hẹn gặp lại các bạn.